Khi viên kim cương Gao thứ 10 xuất chiêu, nó tỏa ánh hào quang trên bầu trời và một siêu thú thần linh mới được ra đời, đó chính là Gao khỉ tinh tinh Gorilla. Để kết hợp với một siêu thú mới, vị thần khổng lồ một lần nữa lại được tái sinh. Hợp thể hoàn tất, Gao Ma Sử. Đi kèm với Gao Gorilla lần này sẽ là một sợi xích khá đẹp, rất thích hợp để trang bị cho một lực sĩ cơ bắp.